giây nhấn chuông bắt đầu. Nữa hả? Hân ơi, em chơi em không để ai hết. À, em bấm lúc nào đấy? Em bấm rồi. Em bấm rồi á? Thấy chưa, người ta bấm người ta cũng không biết luôn mà. Hát chung đi, hát chung đi anh ạ. Ok, ok, thôi hát chung. Ok, ok. Chứ gì em mắng em rồi, em bấm em có biết đâu. Cậu. Cậu. Và lần này chúng tôi sẽ cho các bạn nghe bài hát này có phần thể hiện của ca sĩ Sam. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời, ôi trời, ôi trời. Cái gì vậy? Ôi trời. Oh no. Oh no. Sammy. Fighting. Tay. Bài hát này là một cái giai điệu mà có lẽ là mọi người không quen đúng thuộc rồi, lắm. Bài hát này tên đầy đủ đó là Ký ức kinh hoàng trong màn đêm. Ký ức kinh hoàng trong màn đêm hả? À. Rồi, xin mời thử thách ạ. Giờ nó là ký ức luôn rồi chị. Cố lên nào mọi người ơi, đừng làm em xấu hổ nha. Thời gian 10 giây nhấn chuông bắt đầu. Xin mời như anh Dương ạ. Cố lên, có cần chị giúp đỡ không? Có cần chị giúp đỡ không? Đây đây. Hay quá. Hay quá. Ủa Sam, sự nghiệp âm nhạc em sao rồi? Hay ơi, không ai được trách em. Tại vì đây là bài của chị Sam. Chị còn không nhớ. Chị còn không nhớ. Chị còn không nhớ. Chị còn không nhớ. Đúng không? Đúng, 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 đúng. Đừng buồn, đừng buồn. Không phải. Đừng buồn. Cái này phải bên người chơi em ơi. Cái bài hát này ngủ em. Hôm nay mang đi xa xa vòng tay. Anh ơi, anh ban đêm rồi mình không có hát lớn được, mình phải đi làm một thôi. Một nốt một ngang luôn. Anh nghĩ là sau chương trình này thì bài hát này sẽ thành bài hit của em á Sam. Đúng, thật sự là mọi người nên lưu ý cái bài hát này trong ký ức. Có thể là cái bài hát này bị lãng quên trong ký ức rồi, nhưng mà chúng ta sẽ lục lại, nghe lại. Tặng cho Sam. Dễ thương quá ha. Ai cũng có một thời nông nổi như vậy. Đúng rồi, mỗi người một ước mơ. Hai anh em hồi xưa là ba mẹ má cho tiền đi học thanh nhạc, giờ là MC hết. Rồi. Hôm nay hay đọc lại đáp án ạ. Đọc lại. Lang thang trong đêm tìm lại bao yêu thương hôm qua. Hay thiệt luôn á. Hay thiệt. Em sinh ra để chơi sàn đấu ca từ đó. Đúng rồi. Hệ thống chấm điểm. Đúng rồi, hệ thống. À, chính xác. Hai em muốn đặt tên gì chứ chị ít học lắm, chị không biết. Như một ánh sáng màu xanh ạ. Như một ánh sáng màu xanh lấp lé giữa bầu trời hừng đông. Bắt đầu bằng tên của chị Như ạ. Đối với bạn lần nữa. Đọc lại lần nữa. Như một ánh sáng màu xanh neon lấp sáng giữa bầu trời hừng đông. Như vậy, đội của chị Khả Như đã có tên rồi. Đó là đội Như Neon. Ê, vậy em thêm chữ Hân giùm chị được không? Anh được rồi ạ. Như ánh neon nha. Và chốt tên là Như Ánh Neon. À, biết. Hay quá, trời ơi. Ký ức một thời sống vậy luôn anh chị. Hát mà nhối tim. Đau. Của chị thành xuân của chị, cho chị lên hát bài này đi. Thời gian 10 giây nhấn chuông bắt đầu. Xin mời Như Ánh Neon. Đọc lại ạ. Vẫn yêu em thì sao, cũng đã qua muộn màng, đã không còn như ngày xưa ấy. Xin mời hệ thống. Thương quá à. Là giai điệu sai nhưng mà lời là đúng. Một điểm về đội của Như Ánh Neon. Như Ánh Neon. Và bây giờ chị tưởng đi bụi. Tưởng đi bụi. 5 giây quan sát. 10 giây nhấn chuông bắt đầu. Nữa hả? Hân ơi,
ơi, em chơi em không để ai hết. À, em bấm lúc nào đấy? Em bấm rồi. Em bấm rồi á? Ừ. Phải cho người ta bấm người ta cũng không biết luôn mà. Hát chung đi, hát chung đi anh ạ. Ok, ok, thôi nào. Ok, ok. Chứ gì em mắng em rồi, em bấm em có biết đâu. Cọc. Cọc. Thôi xin em hãy. Đội trưởng nhắc đội quá. Đội trưởng nhắc quá. À. Nhắc quá trời nhắc. Thôi xin em hãy hờn dỗi. Nhắc quá trời nhắc. Như ngày mới quen nhau. Thôi xin em hãy hờn dỗi như là đã. Thôi là đã xa nhau. Yeah. Thôi em cho người ta chơi đi cưng, kệ đi. Cho người ta chơi bớt đi chứ. Đúng rồi, sao cứ... Không, anh bị cảm, anh bị cảm. Sao anh không hát luôn đi? Anh bị cảm, giờ anh bị cảm. Rồi, xin mời hệ thống. Sao vậy? Sao vậy? Thôi xin em hãy hờn dỗi như là người quen nhau. Cứu không ạ? À? Cứu không ạ? À? Không biết à? Thì thôi, cướp đi ạ. Cướp không ạ? À? Cướp không ạ? À? Đạp xe nơi sân trường, tóc em buông dài, lặng thinh anh ôm trông đã lâu. Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười, rồi em sao xuyến chợt nghe vu vơ lại gần bên anh. Em nghe tim em ấm áp bên anh, em nghe mời vị trí ạ. Sai rồi, gần lại bên anh. Đường chạy thứ hai ạ, ai sẽ chạy ạ? Trời ơi, chị tôi máu lên rồi, tự thách kế tiếp ạ. Ủa chừng nào đi, 5 giây quan sát. Thời gian chạy bắt đầu. Mời chị Như. Ê, nè nghe, chị không giỡn với hai đứa nha. Lo quá à. Thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền, tim anh lặng giữa phố đông người, ngập ngừng trên môi không nói ra. Ngày nào nụ cười em mê thơ, bên em bạn bè cùng ta lỡ. Giờ chờ em đã lãng xí. Xuống tóc anh. Một lần bên em hỡi, nắng vui đùa, môi tựa vai nhau, anh đưa em qua bao con phố. Và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi. Nụ cười em cho anh ngàn mơ An toàn rồi. Chị bị sang chấn tâm lý luôn á em. Sợ quá. Nói nghe nè, mai mốt mấy cái này á, mấy người có tuổi né giúp chị được không? Sợ quá.